Hello, Quang xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Thì trước mắt cả nhà anh em đây là chiếc Future Neo GT nha. Future Neo GT đời 2007 nha anh em. Máy cực kỳ chắc luôn, máy zin im. Đầu lòng chưa gớt nha mọi người. Cả nhà xem, chiếc này chủ rất là chịu chơi nha. Đầu tư một cặp cánh chim luôn anh em. Cánh chim của FI. Áo này áo GT 2.9 nha. Wow, rất là đẹp luôn nha mọi người. Rất là liền lạc luôn. Máy zin im chắc hơi nha anh em. Hồi Quang sẽ chạy test một vòng chiếc xe này cho cả nhà xem nha. Đi cực kỳ nhẹ. Yeah nè. Tư tưởng GT nha anh em. Rồi đầu tiên Quang sẽ đi một vòng chiếc xe này cho cả nhà em khảo nha. Kênh của Quang sắp đạt 30.000 đăng ký mọi người. Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha cả nhà. Còn khoảng chừng 150 người thôi, 150 anh em thôi là sẽ đủ 30.000 nha. Bên này cũng chủ cũng vô cánh chim nè. Hai chìa luôn. Khóa còn đẹp nha anh em. Chiếc này đi 45.000. Trong đồng hồ chỉ là tham khảo thôi nha anh em. Quang cũng không có khuyến khích anh em là nên tin tưởng đồng hồ đâu nha. Nhưng mà quan trọng là anh em có chắc xe, chắc máy, đồ rin. Xe này thì đồ rin còn rất nhiều nguyên bản. Thì có áo hãng mới rồi nha anh em. Mâm hàng xe luôn. Mâm 2.6. Riêng cặp mâm này không là giá thị trường là tầm 5 triệu nha anh em. Bộ áo này thì là 4 triệu mấy. Mà mua thêm hai cánh chim nữa. Cánh chim này Quang nhớ có mắc tiền lắm. Một cặp cánh chim nè. Đúng rồi đó là chỉ có chữ Honda thôi anh em. Chữ Honda ngang trong cánh biển trong thôi nha. Này chủ chịu chơi, chủ đầu tư một cặp cánh chim luôn. Đây, vàng lóc đây. Xe này vàng sơn chân rất là đẹp luôn anh em, rất là đều nha. Ốc tán thì cũng chấp nhận được, cũng khá anh em. Nè, cũng còn độ vàng. Ốc tán xanh đen đi, cái nhà xem nè. Đây, ốc hộp, sơn. Vàng một sơn, vàng cấp rất là liền luôn anh em. Neo GT sản xuất 2007. Xem thông số còn nguyên hết nha. Lóc đuôi cá zin hết nha anh em. Con số xanh chanh. Rồi để Quang nổ máy cho cả nhà nghe nha. Mấy dòng GT thì mà 2.7 nữa. Máy thật chắc anh em. 2.7, 2.6. Máy thì thầm. Nhìn xe rất là trường, xe rất là đẹp nha anh em. Tem 29 này. Quá đỏ gay à. Đầu lòng nè. Sập xẻ khô gáo nha anh em.
thị. Mãi quá dữ luôn mọi người, quá em gu luôn. Cả nhà phải trực tiếp qua đây nghe và chạy thử nha. Số máy, đưa mọi người số máy xem coi. Số máy là 2706. Trung Nguyên anh em. Bình xăng còn khá liền nha. Bình xăng zin. Xăng zin sườn zin, đế zin. Đế 207. Tháng 2 207. Đầu 207 nha anh em. Mút và đế thay rồi nha. Đế còn. Mút và da chứ. Xin lỗi anh em, mút và da thay rồi. Ngồi rất là sướng anh em. Mút mới dày. Nó có xẹp. Này cũng tùy ý thích của mọi người nha anh em. Nhiều khi chủ người ta mút zin ngồi nó không được cao gì, người ta muốn đổi mút thôi nha. Thường thường lọc mút thì đọc da luôn, da mới cũng hên. Cái đế còn nè, cái đế đẹp quá. Nè xem cái đế nè, máy lại cho anh em nghe nha. Video hơi dài, chắc bạn cũng xin dừng video nha. Cả nhà xem video thì nhớ để lại một comment, một nút like cũng như đăng ký kênh ủng hộ cho Quang nha cả nhà. Quên quay heo dầu. Một trước. Mâm anh em. Trước sau anh thế nha. Trước nè. Trước zin nhưng mà cũng 500 đắt đắt. Heo 27 nè. Rồi. Quang xin kết thúc video nha. Cứu hộ anh em. Máy vẫn còn đang nổ luôn mọi người. Cả nhà xem, cả nhà nghe nè. Trường lập đây cao như này, máy giữ nha anh em. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.